Hello. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Và ở video này thì chúng ta cùng đi hóng bên cái sông Đao này xem thử ra cái gì nha anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hóng bên là như là 200 xu nữa anh em ơi, 200 xu kèm 50 vạn. Cái cầm ngoài rương 200 vạn này. 500 xu. Đây là tách xu à. Nhưng là 200 xu thôi mà mình tách sẵn đỡ sành sẵn luôn nè. Về phần tường này. Cái này nó đông quá. Ok, hóng bên cái sông Đao này mà cái sông Đao đang là một cái phôi. Một phôi tốc độ đánh 20, sát thương 10 điểm nha em. À, nhìn khá là nhỏ mà tưởng sát thương vật lý 49 điểm thì nhức nách luôn nè mà. Nhưng mà nhìn kỹ nó vào thì nó chỉ có 10 điểm thôi nè mà. Nội công mới 49 nha em. Đó, nhìn cái sông Đao nhìn vừa vãi. Ok. Rồi xu nè. Rồi đờ ép cái sông Đao này thì hiện tại nó đang cấp 6. Thì hóng binh thì Khải đã chuẩn bị một hóng binh nè. Và ba viên thủy tinh khắc màu nè. Và Khải sẽ đập 3 phát. 3 phát thường nó lên nha anh em ơi. Cố gắng nỏ hạt ra đao này thì mới có giá nha anh em. Nỏ hạt đao, hạt bỏng, bỏng cũng được nha anh em. Nỏ hạt đao này đẹp nhất nè mà. Rồi. Đẹp nhất vẫn là cái nỏ nha anh em. Đẹp nhất vẫn là cái nỏ. Rồi ok, bây giờ thì Khải sẽ đi Khải xem thử nó cần gì nữa. Khải đi đập Khải đang cấp 6. Bây giờ Khải sẽ đập 3 phát và Khải đang có 2 phát. 2 phát sông đao. 2 phát sông đao rồi lên được cấp 8. Thì bây giờ Khải sẽ cố gắng đập 2-3 dương tử này cho lên cấp 8 này mà. Lên cấp 8. Không biết lên nổi không đây. Thử phát này anh em ạ. Trước khi đập thì mấy cái đồ thời hạn chúng ta bỏ hết rương này. Trước khi đập thì mấy cái đồ thời hạn nha. Lưu ý nè, bỏ hết rương này. Thời hạn này. Bỏ rương này. Bỏ rương này. Bỏ rương này. Khi bỏ những vật phẩm không thời hạn bỏ này này. Ok. May mắn là Thiên Sơn có rồi nha. Thiên Sơn có rồi. Để đi từ để mình lấy bình quốc tử quá. Phải lấy thêm bình quốc tử nữa mà. Từ Khải ao game Khải lấy bình quốc tử nữa. Đợi Khải tới. Rồi ok đúng rồi. Bây giờ Khải bốn quốc tử nữa mà. Thiên Sơn thì có rồi nè. Bốn quốc tử nè. Đó ok. Ok con dê luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta đi hóng nè mọi. Trước khi hóng Khải sẽ đọc từ Di Tinh xem thử lên không nha. Một phẩm khám nạm. Bắt đầu khám nạm. Đó, hiện tại là sử dụng những cái món mà có thời hạn thì cất hết vào rương. Thanh phù. Thanh phù thời hạn thì cất vào rương. Rồi. Này đập 3 viên này. Hôm nay đập 3 viên này là khoảng tầm 600 xu, một viên 200 xu. Bộ hóng bên này khoảng 2 kim nữa. Là nói chung là hết gần 3 kim rồi mà. Hết gần 3 kim ấy. Khoảng 200 nghìn nữa nè mà. 200 nghìn nữa lên rồi xem ra được cái gì đây. Chưa nói cái phôi này mà. Cái phôi này cũng tốn vài kim nữa. Chúng là cố gắng thành công ơi. Đã đang cấp 6 nè mày. Cố gắng lên cấp 8 nè mày. Cố gắng lên cấp 8 tại vì cái này phải có hai cái phổ sông đao nè. Buông bang nè. Đâu thất bại nè mày. Cái gì thiệt. Phát đầu tiên vô thất bại rồi. Vãi nồi. Quá tưởng mày mấy các kiểu luôn á. Ok, lên cấp 7 rồi em ơi. Lên cấp 7 rồi, lên cấp 7 rồi. Ok chưa, ok chưa. Đậm cá này nha anh em. Đậm cá này nha. Ok, nhảy thành cái quay lại nè mà. Cấp 7 rồi, cấp 7 rồi. Cố gắng trở lên cấp 10 luôn. Đồ tốn tiền nè mày. Vậy rồi. Đi phù thành cái quay lại nha anh em. Ok, đi qua thành đô. Giờ mình sẽ đập thành đô. Sẽ đắp thành đô. Lần này cố gắng lên 8 và lên 10 luôn á. Hay. Lên 8 rồi em ơi. Ok. Trời ơi quá tuyệt vời em ơi. 9 luôn 10 luôn em ạ. À, không nhiều suy nghĩ nữa nè. Quá dữ.
Ok chưa? Đó. Úi trời ơi, hổng binh rồi nè mà. Giờ bắt đầu đi hổng binh thì hổng binh thôi. Hổng binh thôi. Đó, một cái phôi. Tất cả 10 sẽ thương 10 nè mà. Rồi, ok, cấp 10 thành công rồi. Giờ chúng ta sẽ đi đập cấp 10. Lấy một cái đập lên hóng binh thì chúng ta sẽ về Tương Dương nha. Đây là hóng binh nha em ơi. Cố gắng là ra cái nỏ luôn là có mười mấy kiếm nè mà. Ra nỏ luôn là có 15 kiếm ấy. 15 kiếm quay đầu ấy. Rồi, hóng binh hoàng kim tôn giả. Rồi. Hóng đổi binh khí. Rồi, chúng ta sẽ đem đó là tỷ lệ thành công 95%. Một bộ hóng binh thạch, hóng binh thạch. Một món binh khí, một tam sắc thạch. À, mình sẽ đổi qua một cái tam sắc thạch nè mà. Ok, mình sẽ đi đổi một tam sắc thạch. Tam sắc thạch là 3 màu thủy tinh nè. À, đây, tổng đổi thủy tinh là tam sắc thạch. Tam sắc thạch. Rồi, một tam sắc thạch nha nè. Rồi, đủ bộ nha. Phúc duyên thì trên người có 470 điểm mà ok rồi. Cố gắng thành công ơi. Hóng binh khí nè. Ở server này là đặc biệt là có thể gọi là thay đổi binh khí này qua binh khí khác như nào. Đó, nhiều anh em hỏi Khải là cái chì hoặc cái sông đao hoặc cái nỏ không ai xài mà tại sao lại có giá trị. Nó có giá trị là nó sẽ là một cái phôi nè. Nó sẽ là một cái phôi. Để từ một cái phôi này chúng ta sẽ ép qua một cái vũ khí khác. Đó, cho anh em xem sơ qua. Đây, từ nôm na là một cái phôi. Đó, vừa rồi là một cái phôi cấp 6. Khải đã đổi lên cấp 10 rồi. Khá là thành công rồi mà. Ở cái công đoạn đầu tiên thì khá là thành công rồi. Bây giờ cái phôi này mà cố gắng ra được cái nỏ thì bán cũng được hơn 10 kim nữa mà. Cố gắng ra được cái nỏ thì bán là được bán hơn 10 kim nha nè. Đó, còn nếu ra đao thì cũng được tương đương 10 kim. Còn bổng kiếm thì gọi là chung chung nữa. Bổng kiếm gọi là chung chung. Đó. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ ép cho anh em xem. Rồi, đã thấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ đó, đây, đây đúng chưa? Đây là một cái phôi đúng không? Cái này đã phôi nhìn nội công nha em. Sát thương lý nội công chứ không phải ngoại nha em. Nó nội công thôi. Nội 49 mà ngoại có 10 thôi. Nhưng mình lấy hướng ngoại nha em. Lấy hướng ngoại. Rồi, để cho anh em xem nè. Hổng binh khí. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái binh khí vào. Sành chính luôn nha. Sành ra về nha em ơi. Chúng ta còn điểm nha. 5 4 3 2 1 không bắt đầu. Ôi ra chơi đau lòng thiệt chứ, sao là ra chơi há cày. Thôi để dành tiếp lần sau khoáng tiếp nè mày, quá cày thiệt. Không một ra chơi nữa mà cày thiệt. Anh em ai còn hóng binh không? Anh em ai còn hóng binh không? Mua anh em ơi. Mua cái hóng binh anh em ơi. Phải ra chì thiệt. Cây thiệt. Rồi à, để mua cái hóng binh anh em ơi. Xem thì bán nhiều một cái hóng tiếp anh em ơi. Ra cái chì là mất 200 nghìn đó anh em. Đất mất 3 kim rồi đó. À mất 1 kim rưỡi á. Mất kim rưỡi rồi đấy. Mất kim rưỡi rồi. Giờ phải kiếm thêm lần đập tiếp theo anh em ơi. Mất kim rưỡi rồi. Mất 100 nghìn rồi. Ton. Ok anh em ơi. Hẹn anh em lần sau tiếp tục hóng binh anh em ơi. Này hổng binh mắc quá mua không ra nè mày. Giá cao quá rồi. Thôi để tôi tự sao hổng binh. Rồi. Đã chuẩn bị đi phong độ nè mày. Lần sau hổng binh tiếp nha nè. Cố gắng lần sau hổng binh tiếp. 30 chưa phải là Tết nè mày. Rồi. Nói ra cái chì thì xác định rồi. Định tốn tiền rồi. Game ra hồi nào vậy? Hello bạn nhất nha. Game này đây người em ơi, anh em có thể tải game tại website congthanhchienngaysua.com để có thể tải game máy chủ hồi ức thời trai một, một trong những phiên bản nội công đường môn thân pháp và hoạt động duy nhất một tay không kéo xe nha em ơi. Và máy chủ vừa mới chính thức có bình vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 10 nha em ơi. Ngày 11 tháng 10 nha em, nói chung là hơn 20 ngày rồi nha em ơi. Rồi anh em nào muốn tải game thì đừng quên truy cập ngay website congthanhchienngaysua.com để tải game giúp Khải nha. Ok anh em. Nhớ like cho sẽ ủng hộ mạnh video ở lần sau Khải hóng gì nữa cho anh em xem nha. Cái kỳ anh em ơi.